sang Tết rồi. Thủ tục hành chính thế nào đấy? Còn mang đi đỏ lì xì thì thôi. Thủ tục sau. Hello everybody. Con lợn này. Tết năm nay tình hình anh em thu hoạch được bao nhiêu đây? Không nhiều lắm, 2 triệu. À, khá quá nhờ. Khét đấy nhờ. Tao đây có mỗi 3,5 triệu. Ôi chúng mày quên đấy nhờ. Bây giờ người ta phải chơi tiền đô nè. Chắc còn thằng Trường, mày được bao nhiêu? Tao á, cái chuyện đấy là không quan trọng lắm. Thế theo mày cái gì nó mới quan trọng? Tao của anh em ra đây là để có làm một tí giao lưu không nhỉ? Thế chúng mày thử động não xem. Cái đống tiền lì xì kia bọn mình có được tiêu không? Tiêu sợ gì không tiêu. Thế tiền lì xì là bọn mày đâu Dương? Của tao á. Bây giờ vấn đề là thế này mẹ. Là cái tiền này này, nó là của con. Của con. Mẹ đừng mà mơ sờ vào 1.000 của con. Thế này ý mày là không đưa gì? Con đã nói không là. Là có. What? Bố mẹ thu tiền lì xì của con có thể bị phạt đến 30 triệu đồng. Mẹ hiểu không? Đừng bắt con phải báo công an nha. Ôi mẹ đi, mẹ tống mẹ mày đi. Thôi mẹ bỏ án kiểu đi, đừng có lấy tiền lì xì của con. Ở đây không có chuyện đâu. Đừng có mà làm như thế. Tiền của con đây đừng có mà động vào. Đừng có mà làm thế. Không được đâu, không được đâu. Tao phải mua quà cho em người yêu. Tao còn áo sói đại bàng chưa mua. Tao còn phải đi hát vịn chứ. Đã biết lý do tao gọi chúng mày ở đây chưa? Thế mày có cao kiến gì nói đi. Bây giờ ấy, chỉ một cách. Cách mình khai bớt đi. 2 triệu thì mình có 500 thôi. Còn lại thì mình ỉm. Bố mày mà này. Chúng mày chưa bị sao kê à? Sao kê à? Sao kê cái gì? Lũ chiều mới. Tết này là thu hoạch được 300. Con xin gửi em nhé. Có đúng là được 300 không? Dạ đúng ạ. Bà ngoại 200, bác cả 180, bác 270, cậu mợ 140. Số tiền còn lại mày giấu ở đâu? Nói. Lì xì mà giờ cũng sao kê à? Ôi. Thế bây giờ làm nào mày? Bây giờ nha, chúng mình phải lên một kế hoạch mở một chiến dịch để tiêu thụ số tiền lì xì trước khi bị phụ huynh thu hồi. Theo như thông tin, chim lợn báo về nhá. Ừ, nó báo gì? Bây giờ chúng nó đang âm mưu nuốt tiền lì xì năm nay. Không đưa cho chúng mình. Thế thì không được, nhất định phải đòi lại. Đúng rồi, thế thì đúng rồi, không được rồi. Thế này thì á, phải xoáy. Thế này á, phải bắt ngay. Bây giờ chúng ta phải lên một kế hoạch để tóm gọn lại tụi nó. Thu hồi lại tiền lì xì. Thế bây giờ kế hoạch phải như thế nào nhỉ? Số mình có 3 con đường dẫn lên thị xã. Một là đường quốc lộ. Đường này là đường ngắn nhanh nhất, nhưng quá đông dân cư, rất dễ bị lộ. Còn đường thứ hai là băng qua đồng ruộng nhưng rất bấp bênh và khó đi, cực kỳ hao mòn thể lực, ảnh hưởng đến công đoạn ăn chơi bay nhảy. Quan trọng nhất nha là hệ thống camera chở quay đầu, chúng ta sẽ không thể làm công an được. Thế còn con đường thứ ba? Chính là con đường vào sông, chỗ đấy hoang vu vắng vẻ. Nếu chúng nó mà qua được bờ bên kia thì là chúng ta chấm hết. Thế thì cứ lập chốt bên đường đến là đón. Yên tâm đi, dù ai cũng sẽ phải thông chốt thôi. Đây. Mẹ mày mộ thần sập tập hợp. Hả? À đây rồi, tao tóm sống cho mày. Dạ, bác hỏi gì cháu? Mày đi vào đường sông này làm gì? Nhà cháu trong này, cháu đi về nhà thôi. Mày bỏ mũ, bỏ khẩu trang ra cho tao kiểm tra. Dạ. Mày không phải, biến đi. Nó làm nào nhỉ? Ô, thì bây giờ làm nào? Dễ thôi, xem tao thể hiện nhá. Báo ơi, cháu đồ hà. Cháu không chạy đâu, cháu đồ hà. Mày chạy đi, mày nhìn thấy báo, mày chạy thế nào được? Đây, lì xì cháu đây rồi, bác cầm về, bác đưa cho mẹ cháu nhá. Tất cả lì xì cháu ấy.
phải có bọn kia đâu, nó bán đồ rồi. Mày đưa đây. Dạ. À bà ơi, nhà bà đang cấy cái ruộng ngoài kia đúng không? Ừ, đúng rồi. Lấy cháu đi qua, cháu thấy con trâu nào đang ăn. Hả? Chết rồi. Vâng, trâu nào ạ? À? Vâng, vâng. Chết rồi. Ok, mày cầm hộ bá với tí bá quay lại bán lấy nhá. Vâng, bác đi đi, tí cháu trả, tí cháu trả. Thôi, trâu bòi nào không biết nữa. Trâu bòi nào không biết nữa. Chúng mày đi đi đi, con lại cuối của mẹ tao đấy. Nè, nhanh nhau. Thật đấy. Lát nữa nhá, cứ theo như kế hoạch đã định, cứ kệ tao. Cố mà chạy thôi nhá. Chỉ cần cả mèo bãi bồi ven sông, biết chưa? Cố mà chạy nhá. Cố chạy đấy. Mẹ yêu, con ở đây này. Im đây. Cho mẹ hỏi một câu, tại sao con lại muốn giúp mấy thằng kia? Vì bọn nó là bạn tốt của con. Ở đây không có chuyện bạn bè gì hết. Những người không cùng một dòng máu không là cái gì cả. Mày có mẹ mày, chị gái mày, con trai mày và tao hết thôi. Còn tất cả những đứa khác sẵn sàng đâm sau lưng mày. Con trai, đưa nỉ xì cho mẹ nào. Mẹ, con xin lỗi. Đứng kia, đứng lại. Mẹ ơi, con về gọi cứu viện nha, mẹ cứ đuổi theo anh ấy đi, chờ con một tí thôi. Dừng lại anh, đứng lại, anh trả cái gì cho ta, cái con. Mà mơ sờ vào lì xì của bọn cháu nuốt không xuôi đâu. Đứng lại. Ôi giời. Ué. Nhìn kìa, nhìn kìa. Suốt bao nhiêu năm ăn Tết của con, lì xì, lận đất, chúng chưa bao giờ là của riêng con cả. Nhưng giờ con sẽ nói với mẹ, những gì con chuẩn bị làm với cái đống lì xì xinh xinh đỏ đỏ lại còn hấp dẫn đấy, là những gì con cực kỳ thích. Very very much. Thank you.
Và đây là Falafilo. Falafilo ui, phải nói là cực gắt. Tao là người thu giữ số lì xì này. Không. Ôi, đâu hết rồi? Lì xì đâu hết rồi? Bây giờ tao hỏi mày nhé. Ra xong mình chặn rồi xong mình đi gác đâm đầu đấy. Vấn đề ở đây là dù thoát được ngày hôm nay thì ngày mai kia mình vẫn sẽ bị bố mẹ truy cứu. Vậy nên tao và chúng mày cần một lý do chính đáng để tiêu thụ số tiền lì xì này. À, tao hiểu rồi, tao hiểu rồi. Mày thì hiểu cái gì? Vì thế nên đánh rơi ngang đường là hoàn hảo. Ủa, thế chắc là lấy trên đường chạy căng quá có đánh rơi mất rồi mẹ. Ôi giời ơi, rơi lì xì rồi á. Tìm lì xì đi chị em ơi. Tao hay chưa? Tao này. Fuck. Ui anh em ở thế đấy. Mọi người ở thế đấy. Sau gọi là một ngày thôi. Thái Nguyên thì bây giờ mưa rất là to và mưa trường liên trong 3-4 ngày rồi. Thành ra là con đường đi di chuyển nó rất là khó khăn. Có tự nhiên cái đoạn hậu trường này lại trở thành như kiểu là cái vlog nhỉ. Anh trình đến phi trường của là một cái vlog này rất là gian nan. Chỉ như một thủ quay thôi. Rất là khó. Nhưng mà để có được một video hay và thật sự là hay cho mọi người xem này, và nó thật sự là nó gọi là gì nhỉ, nó đảm bảo và đủ cái ý của mình, đủ cái đam mê của mình ấy, thì mình chấp nhận. Ok, chuẩn bị nhá. Máy chạy riêng. Bác nói lại đi. Bác đi. Thế cảnh quay này như nào? Thấy bình thường quá. Thế ba em ạ. Ba mẹ. Vào diễn hộ. Bà tiết diễn hộ ấy. Bà tiết đích thân chỉ. À đây rồi. Tóm sông chúng mày. Anh em, đây là một cảnh quay cảnh kết phim và mình đang dẫn tất cả mọi người, các bác, các bạn đi vào trong sông. Cảnh này thì hiện tại trời rất là mưa. Đây anh em nhìn thấy các bạn không? Nhìn thấy đoàn không? Một người, hai người, ba người, trước đây mình mổ, bốn người. Chào mọi người nhé, ôi trời ơi, đồ đạc lỉnh kỉnh lắm. Đi đi, bạc còn nhiều quá. Đây rồi, quay phim quá nhiều người luôn. Mình đi quay cái vlog vào trong sông, đi đi các bạn, đi các bạn. Cùng theo chân đoàn phim Lở Mặt Vào Lở nhá. Anh em thấy không? Quay đến tầm hơn 5 giờ trời đang rơi mưa rất là to. Long ca. Quảng gì? Quảng béo gì đấy. Này, chúng tôi đây. Người khổ nhất là bà Tuyết Diamond. Lăn lộn rất là nhiều. Mẹ không mẹ? Tí cho 2 triệu. Lali. Này, nhìn vào đầu này đi các bạn. Ướt không còn gì. Anh em ơi,
Như thế là khả năng là mình với Vũ sẽ không thể quay được cái phân cảnh cuối cùng rồi. Bởi vì như mọi người thấy đấy, nước lũ đã tràn về và ngập hết bãi bồi của mẹ con mình. Nếu di chuyển rộng thì đi quay. Đây, mọi người có thể nhìn thấy không? Nước trôi rất là xiết, chảy rất là xiết này, như quang đây. Quay không? Được. Ok ok. Đấy, như mọi người thấy đấy, cái phần bên này này, đây, Vũ vào tay không? Cái chỗ này là bãi bồi mà mình và mọi người hôm qua quay phần phân cảnh ở Avenger ấy. Bây giờ thì nó đã bị ngập nước hết rồi. Đây thì đây mọi người nhìn này, nước chảy này. Thôi, đây phải bỏ phân cảnh này thôi. Thôi đi về nhá, mưa lắm, thôi đi về đi. Quay hay kiếm bãi lộc. Thật là buồn anh em ạ, thật là buồn vì không thể quay thêm phân cảnh. Nhưng mà thôi vậy, không sao, còn hơn là bị nước lũ cuốn trôi. Thời tiết nó, đây là phân cảnh gọi là bất khả kháng. Đây là nhầm không? Đây là trường hợp bất khả kháng, mình không thể nào chống lại được. Mình không thể dựng được bối cảnh như ở trong phim. Thành ra là mình phải chấp nhận, mình dùng hàng thiên nhiên thì phải tuân theo thiên nhiên. Đấy, bây giờ đang đi về đây.